Bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trên kênh podcast của Đài Hà Nội mang tên Lưu Hương Blog Chiều. Trong câu chuyện chiều nay thì Hương sẽ chia sẻ với bạn câu chuyện của một thính giả và những cảm nhận của chị ấy về thành phố của chúng ta. Một buổi sớm đẹp lắm, tôi xuống tàu khi thành phố đang ngủ. Không gian ẩm nước của trận mưa lúc đêm. Sương cuộn mờ trong những tảng cây hai bên đường. Trong ánh mờ mờ của ngày chưa rạng đêm sắp qua, phố xá yên tĩnh, tươi mát và êm dịu đến ngỡ ngàng. Người ta hẳn khó mà cáu bẳn khi thả mình vào một cảnh trí yên ả đến thế. Tôi đã đắm chìm trong sự tĩnh lặng khoan khoái ấy đến nỗi không kìm được bật thành lời với anh lái taxi. Giá mà lúc nào thành phố cũng vắng lặng, thoáng đãng như thế này. Thành thực mà nói, tôi không để ý lắm đến vẻ ngoài của người lái xe taxi. Lúc lên xe, tôi còn bận bịu với vali, túi sách. Mà chắc không chỉ tôi. Mỗi khi bắt xe ngoài đường, bạn có khi nào quan sát kỹ người lái xe không? Tôi đoán là cũng như tôi, bạn chỉ nhìn thoáng qua họ lúc lên xe và một thoáng nhìn nữa lúc bạn trả tiền. Đó là những cái nhìn mà không thực sự nhìn, vì chúng ta sẽ chẳng nhớ gì trên khuôn mặt họ ngay khi ta quay đi. Người lái xe hẳn đã ngước mắt lên gương để nhìn rõ tôi đang ngồi ở băng ghế sau. Tôi thấy đầu anh hơi cử động khi chiếc xe băng qua ngã tư, đèn vàng nhấp nháy liên hồi. Đến cái đèn tín hiệu giao thông cũng đang nghỉ ngơi. Trên đoạn đường ấy chỉ có chiếc xe của chúng tôi hoạt động. Nói chính xác hơn là chỉ có người lái xe taxi đang làm việc. Người lái xe đáp lời tôi: "Thành phố mà lúc nào cũng thế này thì bọn em thất nghiệp hết, khối người thất nghiệp." Rồi anh cười, điệu cười khá thoải mái và thành thực. Còn tôi thì hơi bối rối vì sự ngây ngô của mình. Lúc đó tôi mới thực sự nhìn người đang đưa mình về nhà giữa lúc hầu hết mọi người còn đang ngáy ngủ. Giọng nói đó không thuộc về thành phố này. Nhìn những đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt, anh hẳn đã là một người chồng, một ông bố của một gia đình. Tôi vốn rất thích những ngày lễ Tết, nhưng không phải vì tôi thích lễ Tết, mà vì những ngày ấy, thành phố vợi hẳn người. Không còn cảnh chen chúc, nhếch nhác xô bồ ồn ã của người và xe. Phố xá mới phô bày được vẻ đẹp của nó. Phố xá tinh tươm như có phép lạ vừa lướt qua, và để lại bầu không gian mơ màng siêu thực. Thành phố này có hàng triệu người. Trong số đó, bao nhiêu người thích thành phố vắng lặng yên ả vì sự đẹp thuần túy duy mỹ. Trong số đó, bao nhiêu người mong phố lúc nào cũng thật đông người. Người lái xe nói với tôi: "Quê em ở tỉnh. Em ra đây ở trọ để đi làm." Có mâu thuẫn không giữa sự mơ mộng về vẻ đẹp của thành phố và sự sống thực tế của thành phố? Tôi nghĩ về điều này trên đoạn đường còn lại mà người lái taxi đưa tôi về nhà. Quả thực, giữa ước muốn và thực tại luôn có khoảng cách. Điều vô lý hóa ra lại thuộc về tôi khi ao ước được đi trên con phố thật yên tĩnh, vắng lặng, nhưng lại luôn đòi hỏi thành phố phải cho tôi đủ đầy mọi nhu cầu. Trong hàng triệu con người quanh tôi, có bao nhiêu người gọi thành phố này là quê hương?
bao nhiêu người mỗi sáng bươn bả vào thành phố làm việc, rồi chiều lại bươn bả rời thành phố về nhà. Bao nhiêu người mong đến ngày nghỉ để chạy vội từ thành phố về quê. Bạn thân mến, vừa rồi là chia sẻ của một thính giả gửi về cho Hương. Nghe chia sẻ của chị ấy, Hương cũng nhìn thấy mình trong đó. Còn bạn, bạn có như vậy không? Trước khi khép lại câu chuyện chiều nay của chúng ta, Hương sẽ hát cho bạn nghe một ca khúc về Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh. Hà Nội và tôi. Nơi tôi sinh
Hà Nội. Ngày tôi sinh, một ngày bồng cháy. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm lặng nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than. Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà Nội giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối, những kỷ niệm một thời nông nổi cứ thôi thúc Bạn thân mến, bạn vừa nghe Hường hát ca khúc Hà Nội và tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh. Hường hát ca khúc này dưới sự hỗ trợ đệm đàn của nghệ sĩ Lê Việt Cường. Thời gian cho câu chuyện chiều nay của chúng ta cũng khép lại rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.